Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Kiếm Tiền 8.0 thì gọi bạn đến chương trình iRep của Tóc Cần BIRR. Khi tham gia các bạn nhận được 300 BIRR, mỗi một rep là 50 Tóc Cần các bạn. Giá khoảng 10 mấy 20 đô. Đầu tiên các bạn copy cái địa chỉ bên ETH bên dưới chút quý mi, dưới chút wallet MetaMask in Tóc Cần đủ dưới nào cũng được, các bạn copy vào. Vì mình copy sẵn rồi bạn. Rồi bạn dán nha bạn. Rồi sau khi bạn dán lên nó chữ Twitter, bạn bấm vào chữ Twitter nè. Rồi các bạn bấm địa chỉ email của mình vô. Anh Nhân Quỳnh. Rồi bạn bấm nét. Rồi đầu tiên các bạn follow theo word, enter theo word username. Các bạn giờ chúc các bạn nhớ like, subscribe ủng hộ mình, các bạn sẽ lót chờ gán chút xíu. Rồi theo dõi, các bạn bấm nút theo dõi nha, các bạn theo dõi các bạn. Rồi các bạn like nó một bài nha các bạn. Rồi các bạn test nó lại một bài bình luận này nè các bạn, bài này luôn nè các bạn, là trân chủ dự án nè các bạn. Bạn bấm nút test lại bình luận, bấm nút test lại. Rồi bờ RO con này 300, con này giá nhiêu ta, một là thôi giá nhiều này đi, rồi mình xem sao. Rồi các bạn thoát trang các bạn. Rồi các bạn vào trang cá nhân nè, copy username mình nha các bạn. Rồi mấy bạn nó đứng máy, nó đứt bất tử rồi các bạn ơi. Rồi các bạn join vào kênh Telegram ghi lại username. Rồi các bạn nó có chữ là click here, các bạn nhấp vào, các bạn login vào nha các bạn. Login là các bạn copy cái địa chỉ với ETH hồi sớm của các bạn đó. Các bạn login vô là các bạn gặp được 300 Tóc Cần BIRR các bạn. Vậy video kết thúc nha các bạn. Đó đã thiệt thiệt, nó đứt thiệt tình. Không gì, hướng dẫn hết cho các bạn tức thiệt. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn nha.